Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay, thứ sáu ngày mùng 10 tháng 5 năm 2024. Giải 8 Vĩnh Long 76, giải 8 Bình Dương 30, giải 8 Trà Vinh 31, Vĩnh Long giải 7030, Bình Dương giải 7177, Trà Vinh giải 7928 và bao gồm các giải 6, giải 5, giải 4, giải 3, giải 2, giải nhất và giải đặc biệt. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh này nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải đặc biệt Vĩnh Long 280486, giải đặc biệt Bình Dương 176337, giải đặc biệt Trà Vinh 306972. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử xổ số miền Nam lần sau.